Tu đạo cần phải bỏ ác làm lành. Vạn Phật hành ngày 30 tháng 5 năm 1982. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nghĩa là tất cả ác nghiệp tạo từ xưa đều do vô thủy tham sân si, theo thân miệng ý mà phát sinh, con nay hết thảy xin sám hối. Chúng ta từ xa xưa đến nay tạo nghiệp ra có thứ ác, thứ thiện, thiện ác trộn lẫn chẳng rõ ràng. Cho nên có lúc thì mình sinh tâm lành, có lúc thì sinh ra ý niệm ác. Một niệm thiện thì không làm điều ác mà làm tất cả điều lành, nhưng khi khởi niệm ác thì chỉ nghĩ làm tất cả điều ác, không làm điều lành. Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay lẫn lộn thiện ác như vậy, nên ngày nay làm thiện xong ngày mai lại muốn làm ác, rồi ngày mốt thì tạo ra điều chẳng thiện chẳng ác. Đến khi tu đạo thì mình khó mà thoát khỏi nghiệp báo, nên có lúc thì muốn tu hành, có lúc thì chẳng muốn tu, có lúc muốn thanh tịnh, có lúc lại muốn nhiễm ô, cứ mặc cho ngọn sóng đưa đẩy, không biết phiêu lưu tới chỗ nào. Đó đều do những ý niệm giấy khởi hồi xa xưa, bây giờ kết thành cái quả. Có ý niệm lúc đầu muốn tu hành, mà ý niệm sau thì muốn hoàn tục, ý niệm trước thì muốn hoằng dương Phật Pháp, nhưng ý niệm sau thì muốn hủy diệt Phật Pháp. Thật là vô cùng phức tạp. Như vậy thì phải làm sao? Thì cần phải học trí huệ bát nhã, nghĩa là trạch thiện nhi tùng, phi thiện tắc cải, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Nghĩa là lựa điều lành mà theo, hễ điều xấu thì sửa, nếu là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác, tựa như là đi bên bờ vực thẳm, hệt như là đi trên mặt băng mỏng. Tu hành cần phải vô cùng cẩn thận như vậy. Nên nói, sai chi hào ly, mậu chi thiên lý, nghĩa là sai một ly, đi một dặm. Cho nên tu hành là cử động hành vi quản tự kỷ, hành trụ tọa ngọa bất ly ra, nghĩa là phải quản chế cử động hành vi của chính mình, đi đứng nằm ngồi thì không rời nhà. Lúc nào mình cũng cần có ý niệm thanh tịnh, ý niệm sáng suốt quang minh, đừng khởi ý niệm nhiễm ô, đừng khởi ý niệm hắc ám. Phải hết sức cẩn thận trong mỗi một suy tư, mỗi một ý nghĩ. Mỗi ý niệm nếu là thiện thì quang minh càng nhiều, nếu ý niệm là ác thì mình càng hắc ám. Người thiện thì có ánh hào quang trắng, người ác thì toàn là khí đen. Thế nên làm thiện hay làm ác đều tự nhiên biểu hiện nơi hình tướng của mình. Các vị có thể lừa người nhưng không thể lừa quỷ thần Phật Bồ Tát. Do vậy, bất luận là kẻ xuất gia hay kẻ tại gia, nếu lừa dối như vậy thì chỉ tạo ác nghiệp, chẳng có công lao gì với Phật Pháp. Phải hiểu rằng, vì sao mà từ vô lượng kiếp đến nay mình không thoát khỏi cái khổ luân hồi sinh tử, luôn luôn hồ đồ ngu tối như vậy? Là bởi vì cái chương mục ngân hàng của mình không có rõ ràng, đầy những thứ hỗn tạp, cái thanh tịnh và cái nhiễm ô mỗi thứ một nửa, cho nên không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu mình muốn chân chính tu hành thành Phật, thì trước khi thành Phật, mình phải dũng mãnh tinh tấn, không được tùy tiện. Cần phải biết rằng, một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi gì vui. Đại chúng, hãy siêng năng tinh tấn, như đầu bị đốt, chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. Có người hoài nghi, phải chăng ông Diêm La Vương và con quỷ vô thường là có thật? Cái đó phải xét coi các vị có thể chẳng chết hay không. Nếu các vị có thể chẳng chết, tức là không có con quỷ vô thường. Nếu các vị có bản lãnh ghê gớm, không thọ quả báo, thì tức là không có ông Diêm La Vương. Bạn có thể chẳng chết hay không? Nếu không thể được, thì đương nhiên là có ông Diêm La Vương và con quỷ vô thường. Các vị đừng cho rằng mình hết sức thông minh, tự biệt tai đi ăn cắp chuông, vừa rung chuông vừa chạy, tự mình lừa dối chính mình. Các vị phải biết, từ vô lượng kiếp đến nay, bởi vì không tin có ông Diêm La Vương hay con quỷ vô thường, cho nên mình mới ở trong lục đạo luân hồi, quay đi quay lại, chẳng cách gì thoát khỏi vòng sinh tử được.
Ha ha ha,